nhiều tai nạn ở chỗ đường này, mà mỗi quán này ít ra phải có đôi triệu về làm cái đường này, cứ làm xong ô tô đi lại hỏng với cả dân đi này. Mưa thì tràn mênh mông luôn, đây là nắng mà còn đầy ùn nước nhá, nếu mà mưa lại còn tràn nước hơn cháu ạ. Đoạn đường thì cũng lầy lội lâu rồi. Thế thì mỗi một khi mà trời nắng như trời mưa trời nắng thì bụi lắm, mà còn ảnh hưởng đến cả ví dụ như bọn mình mà kinh doanh là có ảnh hưởng đến như là sức khỏe bụi bặm và vấn đề là khách khứa hàng họ bẩn bụi. Chỗ trước ủy ban của chợ ở đây là xuống cấp, thì ủy ban nhân xã cùng với phòng quản lý đô thị huyện cũng đã nhiều lần cũng đã có những cái tu sửa nhưng với cái tình hình là thực tế là tuyến đường đang dự án đang trong giai đoạn đấu thầu thi công và đơn vị bên B đã trúng thầu và thi công từng giai đoạn theo phân vốn, do vậy là cũng không thể đầu tư được mà phòng quản lý đô thị đồng thời cả kể cả ủy ban nhân xã cũng đã liên hệ với các đơn vị chức năng là cũng đã đổ đá cấp phối để nâng để tránh chống cái việc lầy lội. Tuy nhiên là trong quá trình đó thì cái việc rãnh thoát nước hai bên nó không toàn được, mà chỉ gọi là nâng cấp đổ đá cấp phối tạm thời, vì vậy mà nước vẫn đọng cho nên càng bị ảnh hưởng của cao hơn các vùng thể đi. Xã thì cũng đã trong vài tháng nay thì xã cũng đã liên tục sử dụng các cái xe san ủi để gạt đi để tạo độ phẳng, tuy nhiên là gạt đây thì chỉ được độ một tuần lại bị